Vân chọn nơi đây là rất là đúng. Nói về sân khấu á, thì cái hàng ghế khán giả ngồi vậy vừa đủ ấm, vừa đủ ấm, vừa đủ cho tất cả những cái vở mà vừa phải. Cái quan trọng nữa, có cái khuôn viên, cái sân ở ngoài này như vậy, là dù có lớp nào học trong đó thì những lớp khác vẫn có những nơi để cho các em nó tập bài. Bởi vì học cái ngành nghề này thì phải có cái nơi để cho chúng nó tập bài. Đôi lúc cũng có những cái vở vắng khách, thì cái này là tình hình chung, không phải lỗi tại sân khấu. Tình hình chung, lâu lâu sân khấu nó sẽ như thế. Từ hồi cải lương ngày xưa cũng vậy. Thì bây giờ là thịt heo cũng lên giá nè, cái gì cũng lên giá hết. Học hành bất kỳ một cái gì, lo lắng cho con em mình đi học, cái số tiền đó căng lắm, không có phải dễ đâu. Cho nên khi bây giờ mà bỏ tiền ra để mà đến với sân khấu á, thì người ta phải cân đong đo đếm rất là nhiều. Cuộc sống bây giờ khó khăn, không phải chỉ riêng gì sân khấu. Nhưng mà từ cái sự khó khăn này mà thấy là một người phụ nữ dám là gầy dựng thêm một cái sân khấu mới như vậy nữa, thì cái bà này bà gan lắm, chứ bà không phải là bà không có gan đâu. Bà thiệt, trong cái lứa mà anh em tụi tôi đó, anh chị em tụi tôi nói rõ ra một chuyện, đàn ông á lại không có sức khỏe mà không có dẻo dai mà không có gan dạ bằng mấy bà đàn bà. Bà nào bà nấy cũng đi diễn lăng xả, đi quay phim xong về còn chồng còn con, còn đám đàn ông tụi tôi chỉ có biết diễn được về ngủ hoặc là đi chơi đi đầy đi kia thôi. Mấy bà diễn viên giỏi lắm. Cái lứa của chúng tôi, các anh các chị trên tôi cũng giống như các em dưới tôi một vài năm và cùng thời với tôi, chúng tôi được đào tạo từ trong trường, chúng tôi được học những cái tác phẩm văn học, những cái kịch bản văn học rất là nhiều. Chính vì vậy cho nên dù ra trường, dù làm gì thì bên trong tụi này vẫn có một cái gì rất muốn làm một cái vở đàng hoàng. Bất kỳ ai, không phân biệt sân khấu nào cả, ai cũng có cái điều đó hết. Thì để mà khai trương một cái sân khấu mới như vậy thì đâu có thể nào mà lựa những cái vở mà nói thẳng ra là vở xàm xàm được, thì cũng phải là một cái vở có cái chất văn học đàng hoàng, nó có cái gì đó nó nghiêm túc, nó có cái gì đó nó trân trọng, và để cho tất cả mọi người đến mà đều mở lòng. Dĩ nhiên ai mà đến với một cái tác phẩm văn học thì họ đều có những cái gì đó háo hức, và họ quý, họ mến cái người làm ra cái sân khấu này.